Chào các bạn, cho các bạn xem trái mít kỳ lạ nhất hành tinh luôn nè. Trái chỗ bông trên trái luôn nha các bạn. Các bạn thấy thì cái bắp của nó vẫn còn luôn nè các bạn. Cái trái chỗ bông trên trái. Bạn thấy lạ ha. Mình sẽ gỡ cái bắp nó ra luôn nè các bạn. Cái bắp còn nguyên nè không. Nó dính vô trong đây nè, cái trái con nè, lú nó ra nè các bạn. Rất kỳ lạ luôn. Đây còn thêm cái bắp con nữa nè các bạn ơi. Đây thêm cái bông con lúi đây nữa nè. Ngộ gì đâu. Đúng là kỳ lạ. Rồi, video tới đây kết thúc nha các bạn. Các bạn thấy hay hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người xem trái mít kỳ lạ nhất hành tinh luôn nè. Hẹn các bạn những video mới.